Gà nấu lá é, cái vị thơm của é nó át đi cái mùi gà. Món này ăn kèm với bún. Chào cả nhà. Mình có hai loại rau, rau răm và rau é. Hôm nay đi chợ mua hai loại rau về làm món gà, ba món. Giờ lặt rau. Rau răm mình lặt đã xong, giờ mình lặt lá é. Rồi bây giờ mình lặt cho hết cái lá é này. Rau răm với é mình lặt đã xong rồi, giờ mình để vào một bên một chút nữa mình đi rửa. Giờ mình lột nốt luôn cái hành tây với sả. Lột mấy trái hành mà nó ăn. Hành tây với sả mình lột thì cũng đã xong. Gà thì rửa sạch và cho ra rửa. Hôm nay nấu hai con gà. Gà làm ba món, gà nấu lá é với một món gỏi và một món hấp. Gà mình đem đi hấp muối sả. Có hai con nha cả nhà. Hai con nằm trong rổ và con đang cắt nè. Con gà đầu chân khâu câu bỏ hết nha cả nhà. Còn con gà này một chút nữa mình cho vào cái nồi muối với sả mình hấp. Bây giờ làm cái gia vị để ướp cái con gà này. Mình làm cái món gà hấp bánh nhỉ. Cái chén nước sốt thì đã làm và cho ra đây. Giờ ướp gà như cái nhà. Đâm gia vị và nước mắm để ướp gà thì cũng đã xong rồi. Bây giờ mình ướp gà thôi cả nhà. Rồi mình cho con gà lên đĩa nè. Mình chét cái nước sốt thôi nha cả nhà. Cho nước sốt lên, mình massage đều để cho con gà nó thấm. Rồi ngon nha cả nhà. Mình cho một ít nước sốt vào cái bụng mình chà đều nha cả nhà. Mình xo bóp như này nè. Đó. Thì con gà nó mới thấm gia vị, nó mới ngon. Rồi mình cho cái gia vị vào rồi. Bây giờ mình massage xong rồi. Bây giờ mình để cho con gà nó thấm. Mình cho vào cái nồi muối sả mình hấp. Mình có một ít hành lá, mình cho vào cái bụng con gà. Gà mình ướp và mình massage xong rồi. Mình cho muối vào và mình cho sả vào để hấp gà như cái nhà. Làm món gà hấp mắm nhỉ. Đây sả mình đập dập dập cho nó to to như này. Mình chấp vào cái nồi có muối. Mình hấp muối mình cho xuống bên dưới nè. Bây giờ mình đập cho hết cái sả này. Mấy cây sả mình đã đập dập dập rồi. Giờ mình cho vào hết. Sả nhiều hấp cho nó thơm cả nhà.
gà mình cho vào cái nồi. Cái chân này mình không có ướp, mình bỏ vào mình hấp thôi. Rồi giờ mình đậy nắp lại để hấp cái con gà này thôi cả nhà. Rồi giờ mình bấm là mình hấp con gà này. Ở trong thời gian hấp thì cả nhà đợi nha, để cho gà nó chín mình lấy ra. Trong thời gian hấp gà, cái nồi gà nó đang nóng lên. Rồi nó thơm xả cả nhà. Mình hấp á, mình ướp gà này và có xả cho vào lót dưới cái đáy nồi á, nó bốc cái mùi xả lên rất là thơm nha. Thì cũng chưa chín đâu, mình để mình hấp thêm một chút nữa để cho gà nó chín rồi lấy ra. Gà đã chín. Wow, bốc khói luôn cả nhà. Rồi, gà hấp thì cũng đã chín rồi. Chọt cái quầy là biết gà nó chín như cả nhà. Nó mềm sụn luôn. Bây giờ mình vớt con gà này cho ra điểm. Xách nó ra luôn. Nóng cả nhà. Wow, ngon ư là ngon luôn nha. Rồi, có mấy cái chân nữa nè. Bây giờ mình cắt mấy cái chân nó ra ha. Món gà này mình ướp mình không có gia vị màu mè gì hết, chỉ đơn giản thôi. Nên con gà mình ướp nó, mình đem đi hấp nó ra thì con gà nó trắng nha, nó không có màu của nước sốt đỏ đỏ được như cái nhà. Rồi thơm ngon luôn. Gà hấp mắm nhỉ, sau khi hấp thì cũng đã xong rồi, cho ra đĩa. Thơm ngon như cái nhà. Mắm nhỉ thì mình hấp cái kiểu đơn giản, cũng không có màu mì gì hết nên nó không có ớt nhiều, con gà nó không đỏ nhiều. Rồi giờ tới cái khâu này mình chiên bánh phồng cơm để ăn bún gỏi. Chiên bánh phồng cơm này thì mình để cái dầu hạt nóng mình bỏ vào cái bánh phồng, nó phồng ra nó xốp, nó to, nó ngon như vậy. Rồi giờ chiên cho hết cái bánh phồng này còn lại. Tới món gỏi thì có cái bánh phồng cơm nó ngon như vậy. Ướp lên mình luộc hai miếng gà, để một chút nữa mình làm gỏi. Giờ mình cho hai cái miếng gà này vào. Con gà này một cái mấy mà làm ra nó còn có chút cả nhà. Rồi bây giờ mình cho hai cái miếng này vào để mình luộc. Một chút nữa mình vớt ra để xé làm món gỏi như cả nhà. Bây giờ mình đợi cho cái gà này nó chín tới, sau đó mình vớt ra. Gà mình cho vào nồi mình luộc thì gà cũng đang sôi và đang chuẩn bị chín tới. Mình chỉ chờ nó chín tới rồi vớt ra và xí để làm gỏi thôi cả nhà. Gà sau khi mình luộc và mình vớt ra tô mình để thì gà cũng đã nguội rồi. Giờ mình mang bao tay vào mình xí miếng gà này để làm gỏi như cả nhà. Rồi giờ mình cho cái gà này vào đây mình xí ha. Gà này á, cái thịt nó chắc cả nhà. Nè, mình luộc ra cái thịt nó chắc, nó rất là ngon. Wow, nóng quá. Còn nóng nha cả nhà, chưa nguội lắm. Nên xé cái xé nó hơi bị nóng tay nha. Wow. Cái da này mình xé nhỏ ra. Cái sốt thịt của nó này cả nhà. Nó dai nó ngon. Wow, nó dai lắm nha cả nhà. Nó không có bợi bở. Gà rất là chắc luôn. Mình thấy con gà này lúc mua thì bự mà mần ra nó nhỏ, nhưng mà lúc mình về mình nấu thì mình tưởng là cái thịt nó không ngon. Nhưng mà mình nấu ra rồi mình đem đi xé này, mình thấy cái thịt ấy rất là dai, còn ngon. Cái thịt nó cứng, nó dai, nó chắc ghê cả nhà. Nhìn vậy mà con gà này nó chắc. Đó, cái thịt nó chắc á. Rồi giờ mình xé cho hết cái con gà này ha. Rồi gà thì mình cũng xé xong rồi và cho ra đây. Bây giờ bóc gỏi. Xé là được bao nhiêu đây nè, nhìn còn ít ha. Chén nước mắm đã đâm xong rồi. Cái chén nước mắm này mình trộn gỏi. Mắm trộn gỏi mình đâm càng keo chừng nào thì ngon chừng đó nha cả nhà. Mình đừng có đâm nó lỏng quá. Và nước mắm trộn gỏi mình đừng có cho nước, mình chỉ cho mắm thôi. Thì cái chén nước mắm này mình đâm tỏi, ớt, đường và nước mắm.
với chanh. Hành tây thì cắt mỏng và cho đá vào, mình ngâm để cho cái hành nó bớt hăng. Mình cho một ít đá vào, mình ngâm như vậy cái hành nó không hăng mà nó còn giòn nữa cái nhà. Rồi chuẩn bị những cái nguyên liệu để trộn cái món gỏi thì cũng đã xong. Gà thì xé rồi, phần thì cắt nhỏ và ngâm đá để cho bớt hăng giòn. Và đầu hành này với rau răm. Rồi giờ trộn thôi cả nhà. Rồi giờ cái khâu bớt gỏi. Cho hành tây vào với gà bớt. Giờ cho nước mắm vào. Rồi trộn đều bớt gỏi, mình mang cái bao tay vào mình bớt thì cái gỏi nó ngon, nó thấm hơn như thế nhà. Nếu như mà mình không có bao tay mình trộn bằng đũa thì cái gỏi nó không được thấm lắm. Rồi giờ cho luôn cái rau cái rau răm vào như thế nhà. Cái rau răm mà mình lên cái tên nói ông hồi mới nhớ. Rồi ơi coi như đây nó cũng xong cả nhà. Đó, rau răm cho vào thì mình cắt nhỏ ra. Rồi mình cho rau răm vào rồi bây giờ trộn đều lên. Rồi còn một ít nước mắm trộn gỏi mình cho vào hết. Rồi giờ trộn đều lên. Gỏi gà trộn hành tây rau răm. Chỉ cần trộn hai cái này thôi là ăn cũng ngon như cả nhà, không cần phải trộn thêm cái gì hết. Nếu như cả nhà thích cho cái cà rốt hoặc là ngó sen á thì cả nhà cho vào nha. Mình thì thích ăn cái gỏi gà trộn hành tây với rau răm. Rồi vậy là xong rồi đó cả nhà. Có một cái món gỏi gà còn rất là ngon. Nếu như cái nhà thích ăn đậu phụng thì mình cho thêm đậu phụng, còn không thích ăn đậu phụng thì không cần cho nha. Nói chung là tùy theo cái mỗi người trộn gỏi và cho thêm cái topping gì thì mình cho cái topping đó. Múc gỏi cho ra đĩa. Gà này ướp để cho thấm. Trộn đều lên cho cái thịt thấm. Mình cho cái nồi lên, cho cái dầu vào, mình đổ cái gà này vào. Đảo qua đảo lại cái thịt nó xanh. Rồi thì gà mình cho vào nồi, mình đảo qua đảo lại cái gà nó cũng xanh rồi. Thì mình cho cái nước vào như thế này. Cái nước hồi nãy là mình luộc gà ấy, mình đẩy vào mình đổ, mình nấu. Đây là cái nồi nước, hồi nãy mình luộc gà. Giờ mình cho vào cái nồi để mình nấu, cho nước nó ngọt, nó ngon. Rồi mình cho hết cái nước này vào. Vào đổ nước vào thì cái hơi nóng nó bốc lên, nó làm mờ cái vị giếng cả nhà ơi. Đây. Rồi mình đóng lại, mình là đổ hết như cái nhà. Rồi mình đã cho cái nước luộc gà vào, mình nấu cái món gà yến. Bây giờ đợi cho cái gà này nó sôi lên và nó chín tới, mình nêm nếm lại và mình cho lá yến vào. Nồi gà thì cũng đang sôi lên, mình vớt cái bọt đây nha. Trời ơi nó thơm phức. Mình ướp gia vị rồi á, mình nấu nó thơm phức cả nha. Cái nước luộc gà thì ít quá nó không đủ cả nha. Mình phải cho thêm một chút nước lọc vào mới được. Rồi, à, bớt hết cái bọt này ra. Bói với nó mờ. Mình cho thêm một chút nước lọc vào như thế nha. Rồi mình cho hết luôn nha cả nhà.
là cho nước vào rồi, giờ mình đợi cho cái nồi nước nó sôi lên, mình đem nếm, rồi mình giò lá yến mình cho vào, mình nấu một cái nồi lá yến nhỏ thôi, vừa ăn thôi, không nấu nhiều vậy cả nhà. Tại vì hai con mình chia ra ba món, món gỏi với món hấp mắm nhĩ với món lẩu lá yến là vừa, nên mình nấu cái nồi lại nhỏ vừa đủ ăn thôi. Bây giờ mình để cho nó sôi lên, đang chín tới giờ lên nếm cả nhà ơi. Cho hạt nêm, cho ít muối, rồi cho miếng mắm, có miếng mắm thì nó mới ngon cả nhà. Đã xong rồi, giờ mình phải chờ lên, cho miếng tiêu vào nha, cho nó có cái mùi tiêu nó thơm thơm, nó cay cay đó. Lá yến này trước khi mình bỏ vào mình bóp nhẹ, vò sơ qua nên nhìn này cả nhà, khi mình bỏ vào thì nó thơm hơn. Còn nếu như cả nhà thích bỏ nguyên lá thì mình cứ bỏ nguyên lá nha, cũng không cần phải vò nhiều luôn, chỉ cần bóp nó dập lại gì cái mình ngắt đôi nó làm hai gì là được rồi. Mình bóp ra như vậy thì cái mùi thơm nó thơm hơn, mình để nguyên lá thì nó ít thơm hơn nha cả nhà. Rồi bây giờ mình bóp cái lá yến như vậy là được rồi. Rồi cái màu nhà bây giờ mình cho lá yến vào, bỏ nồi lên. Rồi mình ăn tới đâu mình cho cái lá yến này tới đó nha cả nhà. Tại vì cái nồi đó mình nấu mình không có để trên lò để ăn trực tiếp, mà nấu như vậy mình mang ra ăn thôi cả nhà. Lá yến thì xong rồi, bây giờ tắt nồi. Gà lá yến thơm phức ngon nha cả nhà. Bún thì ăn gà lá yến mình mua về trước khi mình ăn thì mình phải hấp lại rồi mình ăn như cái nhà, chứ mua về mình ăn như vậy nó dễ đau bụng lắm. Mình mua về mình hấp lại nóng như vậy rồi mình ăn thì nó đỡ đau bụng, nó tốt hơn như cái nhà. Đây là cái chén nước chấm. Rồi sau khi vào bếp nấu bữa trưa, gà nấu 3 món thì cũng đã xong và lên bàn, mình mời cả nhà cùng dùng bữa trưa. Món gỏi ăn kèm với bánh phồng tôm, gà nấu lá ý ăn với bún, mình làm nước chấm hai vị, gà hấp bấm nhĩ sau khi mình hấp mình mang ra thì con gà nó trắng bệt rồi cả nhà, nó không có cái màu gì để nhìn hấp dẫn ngon, nhưng mà cái vị của nó ngon lắm. Hôm nay mình làm bữa trưa gà 3 món thì cũng đã xong và bưng ra bàn. Nếu như cả nhà thấy cái món ăn cả nhà thích thì cả nhà ủng hộ. Mình dừng video ở đây, mình tắt máy ăn thôi. Chúc cả nhà ngon miệng.